Con Thùy nhà này nó xinh gái lắm. Đây là bác mẹ cháu xem hình ảnh ở đây nè. Thấy xinh không? Cái quan ăn xin đấy, xin cơm đi mà. Không phải cái Thùy nhà này đâu. Chứ mới để các cháu không uống nước ý. Không quan tâm gì luôn. Đánh giặc trước khi ăn đi mà. Ngại ghê. Cái Thủy hôm nay đi bắt mất rồi. Con mấy cháu uống nước đi. Được rồi. Mày đang làm gì đấy? Con đang săn xe. 12 tháng 12 qua rồi còn săn cái gì? Không phải. Đây là xe tương mới của ý chí bất diệt ta đại chiến. Con tương mới này á, sẽ tấn công cực quá luôn. Không chỉ vậy á, tháng 12 này á, còn mở tăng bậc tướng lên cấp S. Mở khóa kỹ năng mới sát đạt độc quyền ngoại trang mới cho yêu dưa quốc và dốt xếp dưa star. Nhiệm lâu quá đi đâu á? Anh xin giờ ai cũng gọi là mẹ đâu. Chị Thuê, cho vay 100.000 hay sao trả? Không có tiền. Chị đừng quên mấy trước chị thiếu tiền đến chỗ cho anh nhé. Đau đâu quá. Tự nhiên bị mất trí nhớ tạm thời rồi. Không nhớ gì cả. Mày đây, mày là thằng nào không nhớ? Bố đây. Nhớ hai ngày giả đấy. Được rồi. Ừ. Ôi trời, đang ở đêm hôm nhà làm gì đây? Con 12 giờ rồi, tròn 2 ngày rồi. Trả tiền tao đi. Hả? Đang ở đêm mai nói chuyện tiếp. Nếu mai trả tiền tao á. Kia là trả tiền tao. Đúng 2 ngày rồi đấy. Đâu, chưa đến ngày. Mày đừng có liên thuyên nhá, sáng nay tao đã bảo rồi đấy. Đúng 2 ngày hôm trước mày nợ tao 25, hôm nay 27 rồi. Đúng 2 ngày trả tiền đi. Đúng là 2 ngày mà, nhưng là ngày chẳng như nẻ. Đây, nó không ấy đâu, không phải đâu. Đâu. Mẹ nói mình làm người không thể tham lam được. Phải để lại 10.000 cho mẹ mới được. Tao quay lại rồi, mà còn cãi thế nào? Lần sau mà thế, đừng có trách mẹ tao. Mẹ làm gì thế? Con lấy tiền của con. Mẹ còn dám đấy? Đấy cho một cái phí bài học của mày. Thì biết chưa? Bà bây giờ tao 1 triệu chưa ấy nhỉ? Suốt ngày tiền. Mày định bùng tiền tao đấy hả? À không, cháu làm gì dám làm thế. Anh như cháu qua điện thoại của cháu nghe máy đấy. Alo. Mẹ à, sao vẫn thì có việc ngay đi nhá. Nhờ nó quen đi. Ô, ai để bắt thịt ở đây thế này? Phải mấy tiếng rồi chưa được ăn thịt. Con kia, ai mà mẹ ăn thịt của tao? Đưa đây. Mình chưa bao giờ ghét thằng Hiếu như bây giờ. Giờ thì không biết mấy người đi đâu ăn mạnh rồi. Nhân đây mình muốn xin lỗi thằng Hiếu. Chị đã hiểu sai với em rồi. Chị thành thật xin lỗi em. Hôm trước thì mình đi mua iPhone 14 nhưng mà không thành công. Hôm nay nhân ngày 20 tháng 10 thì mình sẽ tự mình đi mua. Mẹ yêu của con ơi! Không có tiền. Bembo cha. Boy. Mẹ thấy không? Dù là điện thoại của con cũ nhưng mà con vẫn nhớ đến hoa 20 tháng 10 của mẹ. Chỉ có con yêu mẹ nhất thôi. Mẹ, iPhone 14 nào vừa mở bán tại Việt Nam rồi đấy. Hay là mẹ
lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Cô ơi, bán cho con ổ bánh mì kẹp bò viên đi cô. Ừ, con. Nhưng mà khoan cô ơi, cô ăn bò viên hoài ngán quá. Cô chiên mỗi loại một viên cho con được không cô? Sao được con? Sao không được cô? Cô bỏ vô chiên là nó chín hết à. Lấy tương ớt không con? Lấy đầy đủ luôn nha cô. Xịt nhiều vô nha cô. Cho con thêm nhiều dưa leo nữa nha cô. Nay cô đem đủ tiền không mà đòi hỏi dữ vậy ta? Thì chắc chắn là thiếu như hôm nay rồi cô. Đem có 3.000 à. Trời, ổ bánh mì 5.000, đem có 3.000 mà kêu như đúng rồi vậy đó. Con thiếu quá nhiều rồi, cô không cho con thiếu nữa đâu. Cô, nhưng mà cô lỡ làm xong rồi mà cô. Cô có cách. Dưa leo dạo này cũng mắc. Rồi nè con, 3.000 vậy là quá hữu nghị rồi đó. Cô, cô ném banh đi mấy đứa. Mấy ngàn trái vậy cô? 1.000, 2.000 một trái. Bây giờ cô lấy 5.000 3 trái nha. Rồi, con chơi trước đúng không? 3 trái rồi. Con lấy 3 trái luôn ha. Dạ. Rồi, 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 để con chơi trước cho. Hồi hộp quá mọi người. Thích thích ra. Đừng trúng, đừng trúng.